Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần. Thì ngày hôm nay em có một cái chủ đề muốn chia sẻ với anh chị, đó là làm thế nào với số tiền lương từ 8 tới 10 triệu một tháng sau 3 tới 4 năm thì mình có thể kiếm từ 500 tới 1 tỷ đồng trong thị trường tiền điện tử này. Thì thực sự là cái chủ đề này em làm thì em hy vọng nó có thể giúp được những cái anh chị, thứ nhất là làm công nhân và thứ hai là những anh chị làm công việc tự do, mình đang muốn tìm một cái kênh đầu tư nào để mình có thể thay đổi được cuộc sống trong cái khoảng thời gian từ 3 tới 4 năm. Thì như mọi người biết là thực sự á, không có cách làm giàu nhanh đâu anh chị. Nếu nó có, một á, là anh chị đi ăn cắp ăn trộm, còn hai là đi lừa đảo người khác, thì may chăng thì nó đó là con đường làm giàu nhanh. Thì những cái con đường đó thực sự nó không chính đáng và thực sự em cũng không mong muốn là anh chị làm những cái công việc như vậy. Thì thị trường tiền điện tử nó mới hình thành hơn 10 năm thôi và thực sự đây là một cái thị trường rất là béo bở và nó có tiềm năng trong tương lai. Thực sự để mỗi tháng mình bỏ ra từ 1 tới 2 triệu mình đem đi đầu tư và sau khoảng từ 3 tới 4 năm mà nó có thể mang lại cái khoản thu nhập từ 500 tới 1 tỷ đồng á, cái tiền tiết kiệm của anh chị, thì thực sự là em mong muốn là em có thể giúp được anh chị trong cái thời gian sắp tới. Thì trước tiên đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế, mình có thể nhấn vào đường link bên dưới đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, sau đây em sẽ đi chi tiết vào cái chủ đề này hơn để cho anh chị cùng em tìm hiểu. Thì như anh chị cũng đã biết về thị trường tiền điện tử này nó cực kỳ tiềm năng. Thì không phải là mình thị trường tiền điện tử này không, bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những kênh đầu tư tài chính. Thứ nhất là về bất động sản, thứ hai là về cổ phiếu, thứ ba vàng, thứ tư là chứng khoán và thứ năm tiền điện tử và thứ sáu là Forex hay còn gọi là ngoại hối. Thì thực sự những cái kênh đó nó đều tiềm năng cả, nhưng mà thực sự cái thị trường tiền điện tử này nó tiềm năng hơn tất cả những cái thị trường mà em vừa kể. Thì cái lý do tại sao ạ? Thứ nhất á, là thị trường này còn mới, vốn hóa nó nhỏ và thực sự trong đây á, bong bóng nó rất là nhiều. Không chỉ là theo chu kỳ nó đẩy, thậm chí là không cần theo chu kỳ mà những cái nhà tạo lập thị trường người ta vẫn đẩy giá những cái đồng coin, đồng token nó lên một cái mức giá là mình tăng không tưởng luôn anh chị. Thì anh chị thì bây giờ anh chị cũng đã biết, thực sự là ngay cả những người công nhân người ta cũng biết tới là trên báo đài người ta đưa về Bitcoin rồi thị trường crypto nó tiềm năng như thế nào. Và Bitcoin từ 3.700 đô nó lên 64.000 đô thì chỉ trong vòng 1 năm. Và chưa kể đó có những cái đồng coin nó tăng trưởng vài trăm lần, thậm chí vài ngàn lần. Thì em mong là em sẽ đưa ra những cái kiến thức nhất định để anh chị có thể hỗ trợ anh chị kiếm được tiền trong thị trường này. Thì những anh chị nào mình là người mới tìm hiểu về thị trường này thì em có một cái khóa học cho người mới á, thì anh chị có thể lên đây để tìm hiểu. Thứ nhất á, là anh chị nhấn vào đầu tư tiền tử, rồi anh chị nhấn vào danh sách phát. Là ở đây em có một cái khóa học cơ bản cho người mới và một cái khóa học là kỹ năng cho người mới thì em vẫn đang hoàn thiện. Thì anh chị cần phải học, thứ nhất là về cái khóa học cơ bản cho người mới đã, mình nhập môn vào một cái thị trường gì thì mình cũng cần phải hiểu rõ về nó. Rồi thứ hai, khi mà mình đã hiểu rõ về cái kiến thức rồi thì mình cần phải là thực hành, thì đó là những cái kỹ năng để mình giao dịch trên những cái sàn giao dịch, làm sao để mình tránh mất tiền, làm sao để tránh bị lừa đảo. Thì em cũng có làm cái video để cung cấp cho anh chị rồi. Thì em mong anh chị là mình hãy là tìm hiểu kỹ hơn. Ngoài kênh YouTube của em á, anh chị muốn tìm hiểu về một cái vấn đề gì đó, anh chị có thể là lên cái từ tìm kiếm trên YouTube này, anh chị gõ cái từ khóa đó ra thôi là anh chị đã có thể là tiếp cận được cái từ khóa đó rồi. Hoặc là anh chị có thể là lên Google, anh chị tìm hiểu cái từ khóa đó là gì, anh chị đọc đó. Thì khi mà mình muốn kiếm tiền á thì mình cần phải, thứ nhất á là mình phải có kiến thức đó. Thì cái lộ trình như thế nào thì em sẽ vạch ra cho anh chị xem. Là đối với bản thân em thì em không phải là người quá thành công trong thị trường tiền điện tử này, nhưng mà em cũng đã kiếm được tiền và em bằng cái cách đó thì em sẽ chia sẻ lại cho anh chị làm sao để anh chị làm giống y như em và anh chị kiếm được tiền trong thị trường này. Đó là cái điều mà em mong muốn chia sẻ tới anh chị. Thì đây là những cái kinh nghiệm của bản thân em đó, không có đúng không có sai nha anh chị. Đây là những cái điều mà bản thân em học được trong suốt gần 4 năm qua và em chia sẻ lại tất cả cho anh chị để anh chị có thể là đầu tư đúng đắn theo đúng cái kiến thức mà em học được và anh chị
cứ làm theo đó thì cái tỷ lệ thành công của anh chị sẽ cao hơn. Ngoài anh chị học của em, anh chị có thể là lên YouTube, anh chị search những cái anh chị đã là lão làng trong cái lĩnh vực này nè, giống như là Blockchain Dream nè, đó của anh Quý nè. Thực sự là em bắt đầu em cũng học cùng những anh chị này rất là nhiều luôn anh chị. Rồi đầu tư trade coin, em không phải là một người giấu giếm cái gì cả. Em biết cái gì em chia sẻ cho anh chị cái đó. Đây đầu tư trade coin. Đây của anh Enden. Đó, đây là những cái kiến thức chuyên sâu của những cái người mà có tâm nhất trong thị trường này chia sẻ cho anh chị để làm sao để có thể kiếm được tiền. Thì em kiếm được tiền thì ngoài em học của những cái anh này thì em còn đọc sách rất là nhiều nữa. Và em hy vọng là khi mà anh chị đã quan tâm đầu tư trong thị trường này thì em mong muốn là anh chị, thứ nhất á, là anh chị phải trau dồi kiến thức. Thì trau dồi kiến thức thì có những cái nào? Thứ nhất là mình đọc sách, mình đọc những cái quyển sách về tài chính nè, đọc của những cái người thành công giống như là của Robert Kiyosaki hay là Elon Musk hay là Warren Buffett hay là rất là nhiều người thành công. Thực sự là lúc trước á, khi mà em mới bắt đầu vào thị trường này á, em là một thằng công nhân thôi. Và sau khi em đi nghĩa vụ về á, em cũng bế tắc quá và bắt đầu em quyết định bỏ cái nghề công nhân đó đi và em đi làm môi giới bất động sản. Thì trong quá trình làm bất động sản thì em biết tới thị trường này. Và từ đó thì em thay đổi bản thân em bằng cái cách mà em đọc sách. Có những ngày á, em bỏ khoảng thời gian rất là nhiều để em đọc sách và em nghiên cứu về tài chính, em nghiên cứu về các mô hình. Và sau đó em cũng bị lừa, bị mất tiền rất là nhiều. Thì em mong muốn là em chia sẻ những cái kiến thức này để anh chị tránh khỏi những cái chiêu trò lừa đảo, để anh chị đi tới một cái con đường nhanh nhất. Thì lúc trước em đi con đường vòng, nó rất là lâu. Nhưng mà bây giờ thì em hướng dẫn anh chị á, anh chị đi một cái con đường thẳng, nó tốt hơn là đi một con đường vòng. Thì đây là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà em đúc kết qua thì em chia sẻ cho anh chị. Thì thứ nhất á, là anh chị phải đọc sách. Nếu mà anh chị làm biếng đọc sách á, thì anh chị có thể là nghe sách nói. Đây ạ, đọc sách á, thì anh chị có thể mua sách về, ở trên Tiki bán rất là nhiều. Thì cái quyển sách mà thay đổi cuộc đời em đó là Dạy Con Làm Giàu. Nó dạy cho em cái tư duy để em thay đổi cái cuộc sống của em, để em không còn cái tư duy nghèo nàn, trở thành một người làm công nữa. Và em quyết định, cái quyết định của em thay đổi hoàn toàn cái tương lai của em anh chị. Nó chỉ mất 4 năm thôi để thay đổi hoàn toàn cái tương lai của em. Em đọc cái quyển sách là Dạy Con Làm Giàu, thì ở trong đó nó thay đổi, nó có kim tứ đồ. Thứ nhất là người làm công, người làm tư, người làm chủ, và là cái tầng lớp cuối cùng là đỉnh cao nhất là đầu tư. Và khi mà em đọc cái quyển sách đó, em quyết định tương lai của em luôn. Em xác định là em trở thành nhà đầu tư, và từ đó em vẫn làm những cái công việc kia, làm công nè, làm tư nè, rồi làm chủ em chưa làm, rồi em nhảy qua làm đầu tư luôn. Thì cũng làm bản thân em là cũng may mắn vào cái thời điểm là uptrend này, và em đã tạo được, kiếm được một số tiền nhất định để thay đổi cuộc sống em. Và em cũng mong muốn là anh chị sau này có thể là kiếm được một số tiền để thay đổi cuộc sống mình. Thì thay vì mình phải đi làm công ăn lương cho người khác, khi mà mình có kiến thức, mình có tư duy á, thì mình sẽ có thể là kiếm tiền bằng chính cái đầu của mình, chứ không phải là dùng chân tay nữa. Đó là cái điều em mong muốn em chia sẻ cho anh chị. Thì thứ nhất á, là anh chị là đọc cái quyển sách đó để thay đổi tư duy đã. Và thứ hai, đọc rất là nhiều quyển sách về tài chính. Thì anh chị nào làm biếng đọc thì mình có thể lên đây mình tìm cái từ khóa là kho sách nói, mình làm biếng đọc thì mình nghe. Thì nó có hai cách, mình nghe thì nếu người nào mà tiếp thu được thì sẽ tiếp thu rất là nhanh. Có những ngày á, thực sự lúc trước có những ngày em nghe một ngày tới 3-4 quyển sách lận. Một quyển sách dài từ 3-4 tiếng. Và đọc sách thì có những ngày em đọc vài tiếng. Nó thành thói quen anh chị. Anh chị cứ làm cái điều gì xuyên suốt 30 ngày thì đó, nó sẽ thay đổi cái hoàn toàn cái thói quen của anh chị. Đó là điều em mong muốn là anh chị, thứ nhất là phải trau dồi về kiến thức đó. Ngoài ra thì sáng sớm anh chị chịu khó, anh chị đọc báo. Thì trên những nào thì thường thói quen của em á, cái mỗi sáng em thức dậy á, thì lúc trước á thì không có đắm đuối vào thị trường quá nhiều, thì em đầu tiên em sẽ mở lên zing.vn để em coi thời tình hình kinh tế chính trị trong nước như thế nào, để mình biết được, để ngày hôm nay ví dụ người ta hỏi mình biết cái nào không, thì mình cũng biết là mình là một người có chút kiến thức đó. Rồi tiếp theo thì em sẽ đọc về bất động sản, rồi đọc về cổ phiếu, đọc về vàng. Thì em cũng hay đọc là CNBC. Rồi đây, trên CNBC thì nó sẽ có cụ thể hơn về tình hình thế giới. Rồi đọc về tài chính thì Yahoo Finance, nó rất là nhiều trang anh chị. Rồi đọc về coin thì cứ coi Telegraph này kia. Đây, coi Telegraph. Đó. Rồi
Bitcoin.com có rất là nhiều trang, khi mà anh chị tìm hiểu chuyên sâu về một lĩnh vực gì đó thì anh chị sẽ có rất là nhiều cái để anh chị tìm hiểu, và anh chị từ từ anh chị sẽ mày mò ra. Còn cái gì không biết á thì mình có thể là lên Google mình search, hoặc lên YouTube mình search để mình học. Bây giờ là cái cuộc cách mạng 4.0 rồi, nên là nó không còn như trước nữa. Cái gì á nó không, lúc trước thì mình tiếp cận có thể là kiến thức nó, thông tin nó rất là hạn chế, nhưng bây giờ cái gì anh chị không biết á thì anh chị có thể là lên trên mạng để anh chị search đó, đúng không ạ? Đó là cái điều mà em mong muốn. Là thứ nhất á, là những anh chị nào mình muốn thay đổi cái cuộc sống của mình thì mình phải thay đổi cái tư duy của mình đã. Thì tư duy từ cái một người làm công á, mình chuyển qua là một người làm tư, hay là một người làm chủ, hay là một nhà đầu tư, thì mình cần phải có cái quá trình để mình tìm hiểu và mình học hỏi đó. Thì ai cũng khao khát thành công cả, nhưng mỗi người á, người ta có một cái sự khao khát thành công khác nhau. Giống như là những cái người làm công nhân, thực sự em không phải là chê bai, thực sự em cũng là một người công nhân. Em bước lên, em ra, em làm riêng nó, bây giờ là em làm riêng và em tự làm chủ bản thân em rồi. Thì người ta quá kỳ vọng vào sao ạ? Kỳ vọng vào những con số đề, kỳ vọng vào những tờ vé số để thay đổi cuộc sống họ, nhưng mà họ đâu có hiểu đâu. Khi mà họ kỳ vọng quá nhiều sau 4:30 á thì thực sự nó chỉ làm họ nghèo hơn thôi. Đó, mỗi ngày á, thay vì á mình tiết kiệm 10.000 đồng mình mua một tờ vé số, thì mình hãy tiết kiệm 10.000 đồng đó đi để mình đem đi đầu tư. Cứ mỗi đồng tiền mình làm ra đó là một cái thằng đầy tớ trung thành của mình. Tại sao mà mình cứ đốt nó đi vậy? Rồi chưa kể là những cái anh chị mình làm công nhân á, không, thật sự là em đã trải qua cái khoảnh khắc đó rồi. 15 tuổi em đi làm và em đã trải qua 10 năm em làm công nhân, và em không bao giờ em chấp nhận hài lòng với số lương của em cả. Chỗ nào trả lương thấp á, các em sẵn sàng em nghĩ em đi tìm chỗ khác em làm luôn. Đó, bản thân em là vậy. Và những anh chị mình làm công nhân á, mình có đa số á, thì ở trong bất kỳ lĩnh vực gì nó cũng chỉ có là 5% thành công và 95% á, nó là thất bại. Thì ở trong công ty thì có những cái bộ phận giống như anh chị là quản lý, làm tổ trưởng, rồi làm phiên dịch này kia mới kiếm được nhiều tiền. Còn công nhân thì mình kiếm được nhiêu ạ? Thì bây giờ tăng ca dữ lắm thì tháng cũng chỉ kiếm được 8-10 triệu. Thì những khi mà mình kiếm được rồi á, thì những anh chị đó sao ạ? Thì những anh chị đó thì thay vì để mình đầu tư thì mình lại bỏ vô những cái cuộc chơi vô bổ, từ những cái từ những cái ly cà phê hàng ngày, rồi từ những bữa nhậu, rồi từ những bữa đi bar đi quẩy này kia, thực sự nó đều là vô ích. Mà lúc nào cũng mong muốn là tao muốn trở nên giàu có, thì những cái hàng đầy tớ mình kiếm về nó chưa kịp làm việc cho mình thì nó đem đi trả nợ hết rồi. Thì anh chị nghĩ coi thì để được thành công thì nó như thế nào ạ? Nó phải chịu qua rất là nhiều khó khăn và gian khổ, chứ đâu phải là tự nhiên để thành công. Từ một người công nhân để tự do và tài chính thực sự rất là khó nếu mà mình không biết về quản lý tài chính. Còn những cái người mà làm kiếm được nhiều tiền hơn trong một cái công ty á, thì thực sự là họ cũng đã, cái cuộc sống của họ cũng khá là dư giả rồi. Còn chỉ những cái anh chị mà mình thực sự là mình kiếm được ít tiền á, mình muốn thay đổi cuộc sống thì mình phải thay đổi cái thói quen, thay đổi cái suy nghĩ và thay đổi cả cái tư duy hành động của mình nữa, thì lúc đó mình mới có thể là kiếm được nhiều tiền. Thì thực sự đó là những cái điều mà em mong muốn chia sẻ cho anh chị. Rồi sau khi mình thay đổi thói quen rồi thì mình phải tìm hiểu kỹ hơn về tài chính, thì thị trường tài chính nó như thế nào, về quản lý như thế nào, rồi mình học theo những người thành công. Người thành công người ta hay làm những cái gì, người ta suy nghĩ như thế nào và cái tư duy của họ như thế nào, thì mình cố gắng mình học theo. Thì chính những cái việc đọc sách, nghe sách nói, rồi mình tự học hỏi theo, rồi mình cũng sẽ trở thành người thành công. Thực sự là em đọc rất là nhiều những câu chuyện của người thành công, từ những cái thất bại của người ta, và mình rút cái kinh nghiệm của chính mình cho chính bản thân mình để mình đừng có bước theo cái vết xe đổ đó nữa. Đó, thực sự là em mong muốn là anh chị trong cái quá trình mình đầu tư á, thì mình có thể là thay đổi được cái thói quen hành động, tư duy, suy nghĩ của mình. Rồi điều thứ tư á, là anh chị phải học quản lý về tài chính. Cái điều này, quản lý về tài chính cực kỳ quan trọng luôn anh chị. Để làm sao ạ? Khi mình kiếm được nhiều tiền rồi á, mình không có bị hoảng loạn. Tại vì sao? Những cái người mà trúng vé số á, sau khoảng vài năm mình quay lại mình gặp họ, cuộc sống của họ tồi tệ hơn. Nó anh chị phải hiểu á, cuộc sống của họ tồi tệ hơn trước khi họ trúng số.
Tại vì khi mà kiếm được một số tiền quá lớn, họ không biết quản lý thì bắt đầu họ ăn xài tiêu pha phung phí, và tới một lúc nào đó cái số tiền nó cạn kiệt đi và họ không còn tiền nữa, thì cái cuộc sống của họ trở nên là bế tắc và quay lại cái cuộc sống tồi tệ hơn. Tại vì họ quen sống sung sướng trong một khoảng thời gian rồi, và bây giờ để họ bắt đầu lại một cái cuộc sống đó, nó rất là khó khăn. Thì chính bản thân em cũng đã gặp phải rồi, từ một cái hàng công nhân tháng là kiếm được có vài triệu đồng thôi, nhưng mà khi em chuyển qua bất động sản anh chị, sau mà khi em đi nghĩa vụ về thì em đi làm bất động sản, và thực sự là em cũng may mắn thôi, lúc đó em may mắn và em áp dụng vô, thời đó là em áp dụng vô Facebook marketing và em bán được rất là nhiều hàng. Thì từ một cái hàng mà lúc đó là làm 10 năm không dư nổi 10 triệu đó anh chị, thật sự luôn, em 10 năm em không dư nổi 10 triệu. Và khi mà em làm bất động sản á, em làm năm đầu tiên em kiếm được vài trăm triệu. Và lúc đó mình không biết quản lý tiền như thế nào cả, và bắt đầu mình cứ nghĩ dính vô đầu tư tài chính, đầu tư coin anh chị, và không hiểu biết gì cả, và đem tất cả số tiền của mình đi đầu tư coin. Nhưng mà đầu tư coin lại đầu tư vô coin đa cấp, nó rất là đau khổ anh chị. Tất cả số tiền mình kiếm được mình lại đem vứt đi, và tới hồi mà suốt 3 năm trời em sống, nói thiệt, sống không khác gì một con chó luôn anh chị, sống chui sống lủi mà phải gánh nợ nữa. Đâu phải là những cái số tiền mình kiếm được đó là mình mất đi hết đâu có sao đâu chị anh chị. Khi mình mất rồi mình lại muốn gỡ thì lại mình lại đi vay đi mượn người này người kia, và mình càng đâm đầu vô những cái trò tài chính đa cấp như vậy thì càng bị mất tiền anh chị. Nó suốt 3 năm trời em không làm sao để em cố gắng làm sao để em thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhưng mà thực sự là đôi lúc đó, là thực sự mình muốn cũng không được anh chị. Làm gì cũng có phải có thiên thời địa lợi và nhân hòa nữa anh chị. Thời tới thì cản không nổi. Khi mà anh chị tích lũy đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm rồi á, thì tự nhiên là thời của anh chị sẽ tới thôi. Ngay cả bản thân em thực sự là em cũng chỉ làm kênh YouTube này nó hơn 3 tháng thôi, chưa được 4 tháng chưa được 4 tháng luôn anh chị. Và thực sự nó cái những cái kinh nghiệm, những cái tích lũy, những cái đau khổ của em trải qua suốt 3 năm qua, và em chia sẻ với anh chị và em nhận được sự đồng cảm. Và lúc em chia sẻ với anh chị về đầu tư á, thực sự là em nhận được cái giá trị mà chính những cái bài học mà mình trả giá, mình chia sẻ cho người khác, nó là giúp người khác là quản lý rủi ro, người ta tránh khỏi những cái cạm bẫy đó. Đó thực sự là những cái đó là những cái may mắn của em về cái kênh YouTube của em phát triển như vậy. Và em đi đầu tư về coi á, thực sự là em cũng may mắn luôn. Mình khi mà mình đạt đủ những cái yếu tố, thứ nhất là kiến thức kinh nghiệm, thì phải có thêm yếu tố may mắn nữa anh chị. Còn anh chị có hai cái thứ đó mà may mắn không tới với anh chị, chưa chắc anh chị đã kiếm được tiền. Đó thực sự là em cảm thấy là bản thân em kiếm được tiền là cũng 30% là do may mắn, còn 70% là em do bản thân em nỗ lực. Đó thì em hy vọng trong những cái em chia sẻ với anh chị trong suốt cái khoảng thời gian khoảng từ 3 tới 4 năm anh chị bắt đầu đầu tư vào thị trường tiền tử này, anh chị kiếm được tiền, thì đó là những cái điều mà em mong muốn. Và cái điều thứ tư á, anh chị học về quản lý tiền để khi mà mình kiếm được số tiền quá lớn, mình phải biết nó bỏ nó vào đâu, chứ không phải là bỏ nó vô những cái sân sàn đa cấp rồi mình lại bị mất hết. Tại sao mà những cái người mà người ta có vài chục tỷ, thậm chí vài trăm tỷ luôn, người ta vẫn bị cuốn về cái dòng tiền, bị cuốn vào những cái trò đa cấp, vào người ta bị mất tiền, và tới lúc người ta than ra, tới lúc thực sự luôn em đã gặp những cái người, người ta tài sản của người ta có cả trăm tỷ, nhưng mà tại sao người ta vẫn bị lừa? Tại vì lòng tham và cái cách quản lý của tài chính của họ khác cái thời điểm hiện tại. Nó có thể là họ kiếm được cả vài trăm tỷ trong thị trường khác, nhưng mà bước vào thị trường tài chính này, cái lòng tham của họ không kiềm chế được thì họ cũng bị mất tiền như thường. Đó là em mong muốn anh chị là khi mà mình kiếm được tiền rồi, mình phải biết bỏ tiền vào đâu. Giống như bản thân em đi, thực sự em kiếm được tiền đúng không, em bỏ ra đất, đơn giản thôi. Tại vì khi mà mình kiếm được tiền rồi, mình phải biết bỏ tiền vào đâu để mình quản lý cái dòng tiền đó. Nếu mà tới thời điểm này em vẫn bỏ trong coi thì chắc chắn em không còn một xu nào. Và thị trường nó giảm thì thực sự số tiền em kiếm được á, thì nó trả lại gì cả. Đó, nó giảm hết tới 70% rồi thì anh chị tính như thế nào. Nhưng mà khi mà mình có kiến thức tài chính rồi, mình biết quản lý tài chính rồi, thì mình sẽ biết bỏ vào đâu. Nếu mà bây giờ đúng không, em bỏ vô đất nè, em có thể đi mua vàng nè, rồi em bỏ vô ngân hàng nè. Tại thời điểm bây giờ em chưa biết đầu tư, em vẫn bỏ vô ngân hàng. Và tiếp theo đúng không, nếu mà thị trường cổ phiếu sập, em lại bỏ vô cổ phiếu chẳng hạn. Đó, thực sự là rất nhiều cái kênh để mình đầu tư. Khi mà đã học về đầu tư, mình muốn mình trở thành ai thì mình sẽ cố gắng trở thành người đó. Thì đối với bản thân em thì em mong muốn trong cái khoảng thời gian tương lai em trở thành một cái nhà đầu tư lão luyện, thì chính bây giờ là cái con đường của em suốt mấy năm qua em học đầu tư, thì nó cũng giúp em kiếm được một cái khoản tiền nhất định và giúp em tự do
ở thời điểm này và em không phải đi làm công cho bất kỳ ai cả. Đó là em mong muốn là những anh chị khi mà nghe cái video clip này, những anh chị mình đang là công nhân, mình muốn thay đổi cuộc sống, hay là mình đang kinh doanh tự do, mình muốn thay đổi cuộc sống, thì hãy làm theo những cái điều mà em chia sẻ, thì có thể là giúp anh chị quản lý bớt được cái rủi ro trong khi mà mình đầu tư tài chính. Rồi tiếp theo là đầu tư về quản lý tiền, đúng không? Em sẽ tính ra một bài toán của anh chị lương từ 8 tới 10 triệu, hoặc là hai vợ chồng thì mình có khoản lương từ 16 tới 20 triệu thì mình sẽ đầu tư như thế nào. Dạ thì tiền lương á, đây là em đang nói là một người làm công nhân luôn anh chị, nếu mà một tháng mình kiếm được 8 tới 10 triệu thì em tính đầy đủ chi phí luôn, tại vì em đã trải qua hết những cái điều này rồi, nên là em có thể là tính chi phí sát sao cho anh chị luôn. Đó, ví dụ như là em đi, bản thân em làm lương được 8 triệu thì tiền trọ bây giờ á, có những chỗ em tính là mắc nhất nếu mà ở một người nha, chưa kể là ở chung, thì một tháng là 1,5 triệu. Tiền ăn một tháng là nếu mà mình đi làm công nhân, đi làm 8 tiếng thì chưa công ty cũng bao cơm rồi, mình chỉ lo hai bữa, thì em tính trung bình một tháng á, nó hết khoảng 3 triệu tiền ăn, là nhiêu ạ? 4,5 triệu, đúng không? Thì tiền xăng đi làm 500 ngàn, rồi chi phí sinh hoạt cà phê bạn bè này kia em cho 1 triệu nữa là mỗi tháng á, nếu mà mình lương 8 triệu mình sẽ tiết kiệm được 2 triệu và lương 10 triệu mình sẽ tiết kiệm được 4 triệu. Đó là em tính sát cho anh chị luôn. Còn những anh chị mà còn tiết kiệm hơn nữa thì sẽ để dành được nữa luôn. Có những anh chị để dành được nữa. Riêng bản thân em lúc trước em đi làm em cũng tiết kiệm lắm. Lương em 8 triệu em cũng tiết kiệm được 3 tới 4 triệu luôn. Đó. Còn những anh chị mình, đây là em tính sát cho anh chị, là anh chị tiêu sinh hoạt thoải mái luôn, là tiết kiệm được 2 tới 4 triệu một tháng nếu mà mức lương được 8 tới 10 triệu. Thì khi mà mình tiết kiệm được khoảng 2 triệu đi, thì mình bỏ 1 triệu vô để mình đầu tư coi, và 1 triệu mình làm cái quỹ phòng rủi ro, để vì khi mà mình lỡ có cái chuyện gì nó cần tới á, thì mình lấy ra mình xài và tránh đụng chạm tới cái tiền đầu tư nha anh chị. Đó, còn nếu mà anh chị nào dư được 4 triệu thì mình có thể là bỏ 1 triệu hoặc 3 triệu mình để làm cái chi phí, hoặc là anh chị bỏ 2 triệu để anh chị đầu tư cũng được, không sao cả. Đó là tùy cái quyết định của anh chị. Đó, khi mà mình quyết định đầu tư thì mình sẽ mỗi tháng mình bỏ ra khoảng là, tính ra em tính trung bình, xíu nữa em sẽ có một bài toán về tiền đầu tư. Thì đây em đang tính là nếu một tháng á, tiết kiệm mình sẽ có thể mức lương là 8 tới 10 triệu mình sẽ dư được khoảng 2 tới 4 triệu. Rồi, nếu mà gia đình có hai vợ chồng và con nhỏ thì như thế nào ạ? Thì lương thì khoảng từ 16 tới 20 triệu. Đó, thì tiền trọ là hai vợ chồng với con nhỏ thì cái phòng nó phải lớn hơn thì nó là 2 triệu. Tiền ăn cũng nhiều hơn thì khoảng là 5 triệu. Và tiền xăng thì hai vợ chồng em cho là mỗi người 500 thành 1 triệu. Và chi phí sinh hoạt cũng gấp đôi là 2 triệu. Và tiền ăn học cho con nhỏ thì nó hết khoảng là 3 triệu một tháng. Đó. Thì đó là với một gia đình công nhân thôi anh chị. Còn những cái người nhiều tiền thì chi phí nó nhiều hơn thì cái vấn đề em không nói. Nếu mà đây thực sự là em tính sát sao, và em cũng đã từng hỏi những cái anh chị mà làm chung với em ở một cái khoảng thời gian cũng khá là lâu, và họ nuôi con như vậy, và cái tiết kiệm chi tiêu của họ có thể là ít hơn luôn anh chị. Đó, thì tiết kiệm tối đa là từ 4 tới 8 triệu. Thì từ 4 tới 8 triệu thì mình sẽ bỏ là sao ạ? Thì mình bỏ mỗi tháng khoảng 100 đô để mình đầu tư. Thì trong vòng 3 năm thì em sẽ tính bài toán về đầu tư cho anh chị luôn. Đây ạ, đó. Thì đây là em tính là một cái người bình thường nha, không ăn chơi, không ăn nhậu này kia chứ. Chứ còn mấy cái ông nội mà đi ăn nhậu, đi bar, đi bụng này kia thì nhiêu đây không đủ đâu anh chị. Nhiêu đây mới lãnh lương xong qua ngày em sau đi mượn á. Còn có kẹt quá đi cầm xe, cầm điện thoại này kia để chơi luôn á. Đó thì vấn đề đó em không nói. Còn đây em đang nói là những anh chị mà mình tiết kiệm để mình hy vọng mình có một cái cuộc sống tốt hơn, để mình sao, mình thay đổi cuộc sống anh chị. Đó, đây em không phải là dạy ai cả. Em không phải dạy đời anh chị đâu anh chị. Em muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân em trong suốt gần 4 năm em đầu tư trong thị trường tiền tử này. Và sau đây là nó sẽ ra bài toán về cái số tiền đầu tư trong vòng 3 năm. Thì mỗi tháng mình bỏ ra 50 đô. Đúng không ạ? Thì 1 năm 12 tháng mình sẽ tiết kiệm được 600 đô. Thì thay vì mình mua bao thuốc này kia, mình đi ăn nhậu này kia, thì mỗi tháng mình gán bỏ tiết kiệm 1 triệu đi. Đó, thì sau 1 năm anh chị sẽ tiết kiệm được 600 đô, rồi sau 36 tháng thì 1,800 đô. Thì nếu mà anh chị cứ đều đặn mỗi tháng anh chị đầu tư 50 đô, thì thị trường tăng hay giảm anh chị lựa chọn những cái đồng coin này. Em sẽ mở cho anh chị những cái đồng coin nha, giống như anh chị đầu tư Bitcoin đi. Đó, đầu tư Bitcoin khi mà thị trường nó giảm, không tính gì xa, 3,700 thôi. Nó về 3,700 năm rồi, mà tới thời điểm nó đạt 64,000 thì nó tăng trưởng gần 20 lần. Nếu mà anh chị đầu tư cùng một số tiền,
như đây. Đó, trong vòng 36 tháng là 1.800 đô, thì thị trường có lúc tăng lúc giảm, thì lãi suất của anh chị sẽ là lãi suất kép luôn. Thì em tính bèo là nó tăng 10 lần, nó tăng 10 lần. 10 lần số tiền của anh chị thôi, nó ra bao nhiêu ạ? 18.000 đô. 18.000 đô. Tính bèo thôi nha anh chị, còn thực sự đầu tư altcoin nó còn kinh khủng hơn nữa. Đó, 18.000 đô đối với đầu tư Bitcoin thôi. Đó, trong suốt 3 năm, còn đây là nó mới 1 năm thôi, còn suốt 3 năm mà cái khoảng thời gian mà nó từ 3.200 á tới thời điểm bây giờ á, thì anh chị thấy nó kinh khủng cỡ nào. Nó có tăng có giảm, lãi kép của anh chị nha. Đó, nó lên 18.000 đô em tính là bèo là ít 10 lần thôi. Còn anh chị trung bình giá rồi lãi kép này kia nó còn kinh khủng hơn nữa. Đó, em chỉ tính đơn giản thôi. Rồi, đây là đầu tư Bitcoin nha. Đầu tư BTC. Rồi, điều gì xảy ra nếu anh chị đầu tư ADA? Đây, em sẽ dở lịch sử ra. Đây, ADA. ADA trên USDT. Đây, à đây. Trên USDT. Giờ đây. Thời điểm đỉnh điểm của nó là 2,47 đô. Thì mình sẽ dở là mình sẽ nhấn là những năm đi anh chị, những năm đi cho dễ tính nha. Đây. Mình bắt đầu là 2018 đi, vào tháng 1 2018 giá của nó là 0.1 và nó đi thẳng xuống là 0.01. Và có thời điểm là 0.01 đúng không ạ? Đây. Đây 0.01. Đây. Cái đáy của nó là 0.01. Đó. Và tới thời điểm này, cái thời điểm đỉnh của nó là 2.47 đô. Đây. 2.47 nè, chia cho 0.01 này. Tăng trưởng 247 lần từ cái đáy của nó. Thì mình đặt, mình chia, cộng trừ, nhân chia, mình trung bình giá, mình chỉ cần là 50 lần thôi anh chị. Nếu 1.800 đô, em tính bèo là nhân 20 lần thôi. Nhân 20 thôi, anh chị cũng có 36.000 đô, là hơn 500 triệu. Nhưng mà nếu mà 50 lần đúng không, nhân với 1.800 đô, nó ra nhiêu? 90.000 đô, 100.000 đô là gần 2 tỷ. Không phải em nói dốc anh chị, có những câu con coi á, em chỉ bỏ 250 đô thôi, nó tăng trưởng hơn 100 lần. Thật sự thời điểm này, thời điểm lúc mà hôm bữa, thời điểm chơi coi rác, em không có giấu giếm anh chị gì cả, thậm chí còn hơn thế nữa, anh chị có thể là cân nhắc. Có những cái bạn mà thực sự người ta đúng cái cơ hội á, người ta bỏ rất là ít trong thị trường này, bỏ vài trăm đô thôi, người ta kiếm vài tỷ. Thị trường này nó đột phá kinh khủng anh chị ạ. Đó, anh chị cần phải hiểu cái tiềm năng của nó. Thì em hy vọng anh chị á, mình thứ nhất là khi mà mình đã trau dồi đủ kiến thức rồi, thì mình cố gắng mỗi tháng mình bỏ ra một cái số tiền nhất định để mình đầu tư trong thị trường này đi. Nó sẽ đem lại cho anh chị một cái mức lợi nhuận không tưởng luôn trong vòng 3 năm. Thì đầu tư như thế nào thì em có cái video em hướng dẫn hết rồi. Anh chị nhấn vào kênh của anh chị, của em, anh chị xem. Và đầu tư những cái đồng coin nào để hạn chế rủi ro, thì em khuyên anh chị đầu tư nên đầu tư coin top. Và top 50 trở lên, anh chị đầu tư top 50 trở lên liên tiếp trong vòng 3 năm, em đảm bảo với anh chị rằng cái số tiền mà anh chị kiếm được không tưởng trong thị trường này đâu. Em hy vọng là anh chị, khi mà anh chị nghe được cái video này của em, thì nó sẽ giúp anh chị thay đổi cái tư duy về đầu tư của anh chị. Mình đầu tư là cả một quá trình, chứ không phải là mình đầu tư bữa nay là ngày mai là mình có thể là thành công. Mình đầu tư nó cần thời gian từ 2 tới 3 năm, thậm chí 4 năm, 5 năm và 10 năm. Có những người, đối với bản thân em sẵn sàng em đợi 10 năm để em giàu cũng không khó. Thực sự bản thân em sẵn sàng, mà bây giờ em còn rất là trẻ, 30 tuổi tới 40 tuổi em giàu em cũng đâu có muộn đâu anh chị. Hay là những cái bạn trẻ mà thực sự là mới 18, 20 thôi, thì mình đợi tới 30 tuổi mình giàu có muộn không ạ? Thực sự nó không muộn đâu anh chị. Chỉ là trong cái khoảng thời gian mình sống nó khổ một tí thôi. Thì không có tiền thì bạn bè, người thân này ai cũng khinh thường mình cả. Đó. Còn khi mà anh chị có tiền rồi cuộc sống nó sẽ khác. Khi mình không có tiền thì mình chấp nhận điều đó đi. Mình có thể là ra đường mình tiết kiệm xíu, mình thấy người ta ăn xài này kia, mình có thể là mình rất là khao khát điều đó. Nhưng mà có thể là mình chịu khổ để mình cố gắng để mình thay đổi cuộc sống đi. Và mình luôn nghĩ trong đầu là mình sẽ có một ngày tao sẽ hơn mày, tao sẽ mua những cái thứ mà hơn mày. Đó, thực sự là em mong muốn là
anh chị là mình luôn luôn để mình nhìn những cái điều đó để mình cố gắng để mình thay đổi cái cuộc sống của mình, chứ không phải là mình nhìn thấy những cái người như vậy, là tao phải về nhà có bao nhiêu tiền á, tao đi ra mua chiếc xe hơi trả góp, hay là đi mua chiếc xe máy trả góp thực sự, hay là mua chiếc iPhone trả góp thực sự, nó chả có đáng là gì cả. Ngay cả bản thân em, khi mà em kiếm được tiền em cũng chả cần phung phí những cái điều đó làm gì đó. Em có thể là đi bộ hay là đi một chiếc xe số hay là gì, nó cũng chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em. Khi mà bạn bè em nhìn vô em cũng chả quan tâm. Đơn giản là gì, khi mà bạn có tiền rồi á, bạn đi bộ nữa cũng có người đi xe hơi tới rước bạn. Còn khi mà bạn không có tiền á thì bạn đi một chiếc Sirius là bạn cảm thấy bạn nhục nhã, bạn thấy người ta khinh thường bạn đó. Nếu mà anh chị có tiền đi anh chị, cuộc sống chị sẽ khác liền. Đừng có quan tâm mình đi cái gì cả. Khi mà mình có tiền rồi á thì anh chị, tất cả những cái thứ đó đều là vô nghĩa đó. Em hy vọng cái video này có thể là giúp những anh chị mình thay đổi được cái góc nhìn, cái tư duy để mình thay đổi. Mình hy vọng mình thay đổi được một cái cuộc sống trong cái tương lai gần của anh chị. Rồi, video của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị video này thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.